Liên quan đến cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNID, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường đánh giá việc thực hiện trong thời gian qua còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ. Qua 25 ngày đến ngày 20 tháng 7, việc triển khai kế hoạch nói trên, toàn thành phố chỉ thu nhận 303.219 hồ sơ và kích hoạt hơn 212.000 tài khoản. Tỷ lệ chỉ đạt 30,3% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, hai quận đạt tỷ lệ thấp nhất là Ô Môn 16,6% và Ninh Kiều 19,6%. Chỉ duy nhất có quận Cờ Đỏ đảm bảo chỉ tiêu được giao. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên nhân các quận huyện chậm tiến độ thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân là do phương pháp thực hiện chưa phù hợp, chưa triển khai đúng nhiệm vụ của từng lực lượng theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, vẫn còn tình trạng giao khoán cho lực lượng công an. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện phải tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích của ứng dụng VNEID và cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử trên toàn thành phố cho người dân biết, tham gia đăng ký, kích hoạt. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền vận động người dân đủ điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện công tác thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử của địa phương.